Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi một cao thủ tiếp theo cho anh em xem. Đây là Hacker anh Thành Nát anh em. Đơn Thành Nát thì như Khải biết thì này là một cái băng anh em. Hacker anh Thành Nát là cái băng, hiện tại đang 107. 107 và hạng 5 môn phái nha anh em. Hạng 5 môn phái cái băng. Và vừa rồi thì đã có cho mình là hạng 4 liên đấu nè. Anh em cùng xem hạng 4 liên đấu. Liên đấu môn phái cái bang thì hạt này được top 4 liên đấu luôn nè. Nói chung hạt này cũng khá là pro. Đó, đây này là HD Thành Nát, anh ta là top 4 nè. Đó, cái dòng này là dòng liên đấu top 4. Ok, để Khải xem thử cái đồ đạc như thế nào mà có vẻ BK quá chất. Và cũng khá là nhiều trận nằm trên top tống kim á nè. Nhưng mà nó tỷ lệ hơi thấp thôi, nhưng nhiều thì nó nhiều không có. Tại vì cái băng tầm này thì rất khó top anh em. Cái băng rồng thì rất khó top, nhưng mà lâu lâu vẫn thấy top. Nhiều khi anh ta có x2 mặt nạ thì anh ta vẫn có thể leo lên được top nè. Đó, chúng ta cùng xem set đồ của HD Thành Nát thử nha. Đầu tiên thì chắc chắn anh em nhìn vào cái áo thì chắc chắn cái này là cái băng rồi nè. Một hạt cái băng, áo phục hồi 40, làm kháng lôi 29. Áo này quá đẹp anh em ơi. Với so với hiện tại bây giờ thì áo này gọi là dạng nôm 1 đó nè. Hơi tù một tí là tại vì nó không có sinh lực nỗ lực thôi, nhưng mà hiệu ứng kháng thì khá là đẹp, tuyệt vời luôn em, tuyệt vời mệt trời. Rồi tiếp đến thì gia truyền kháng cả 15, uầy kháng lô 11, mua nhiều thế. Gia truyền kháng cả 15 kháng lô 11, đủ gia truyền này khả nghĩ chắc tầm phải trên dưới 2 triệu rưỡi đô lại em ơi. Khả nghĩ chắc tầm hơn 30 kim, cái này hơn 30 kim là có chắc rồi, mà không biết là nó nằm giá bao nhiêu thôi. Trước mua 3 triệu, đó 45 kim nè. Trước mua 3 triệu là 45 kim. Trước thì nó khác nè, tầm này thì nó cũng tầm đó thôi. Thì Khải nghĩ là nó hơn 30 kim, là Khải nghĩ nó hơn 2 triệu đó nè. Đó. Rồi nói chung thì chúng ta cứ so giá mặc định của nó, tương đối là tầm này hơn 2 triệu nha nè. Trước mua 30 kim thì đầu server ok. Áo này nhiều. Áo này Khải nghĩ chắc cũng tầm bèo lắm phải hơn 25 kim. Bèo lắm phải 20 đến 25 kim. Rồi, hai món mọc đầu tiên quá là chất nè. Một món là hơn 2 triệu. Cái áo này nhiêu đây? Mua toàn giá trên trời ạ. Ừ. Rồi, cái áo này Khải nghĩ chắc áo khoảng 20 kim không? Đó không? Tầm đó nè. Rồi, ok. Hiểu rồi. Áo này mua 25 kim. Đúng rồi nè. Đó, Khải nghĩ tầm 20 đến 25 kim nè. Đó, tại vì Khải nghĩ là cái giá nó tương đối sẵn sàng, ví dụ như rẻ nhất thì 20 kim mà mua đắt nhất là khoảng 25 kim đó, thì đây cũng tương đối anh em. Khải dự đoán cũng tương đối, đâu có sai đâu anh em thấy không. Những gia truyền này Khải nói là trên 2 triệu, chắc chắn là trên 2 triệu rồi. Còn cái giá mua mắc hay rẻ mình chưa rõ được đó, nhưng mà cái gia truyền mua 3 triệu lúc đầu là Khải nghĩ tầm này nó khoảng 2 triệu hơn một tí. Đây là mua 25 kim nón. Nón mua 2 triệu à. Chắc nón này 2 triệu tính ra 30 kim nè. 30 kim sinh lực lực 13-40. Nón này gọi là max pin rồi nè em ơi. Nón này gọi là đầu server. Nón này gọi là cực kỳ chắc rồi. Và cho đến bây giờ cũng vậy nè. Cho đến hiện tại bây giờ thì cái nón này còn dạng là no rồi, nhưng mà phòng thủ nó hơi thấp một tí thôi. Nhưng mà anh ta chơi cái bang thì một ẹt cái bang khá là chịu chơi. Chứ nếu so với cái nón này Khải mua thì nếu mà Khải mua khoảng tầm 1 triệu thôi nè. Nếu mà Khải mua tầm 1 triệu 15 kim đổ lại. Đây mua đến 30 kim thì anh ta chịu chơi, anh ta mua thôi. Còn như mình thì phòng thủ thấp quá, như những phái như mình thì là lại không cần. Rồi, tiếp đến là chúng ta nhìn qua cây vũ khí. Cây vũ khí này cây kích. Cây kích 540, sinh lực 85. Thì cây kích này mà nếu mà Khải dự đoán không nhầm thì nếu mà mua đầu server thì cây kích này bèo lắm phải 1 triệu nè. Đầu server bèo lắm phải 1 triệu. Còn tầm này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm dao động khoảng tầm 500.000 đổ lại nè. Khoảng tầm 500.000 đổ lại. Tại vì tầm này thì những cây vũ khí làm chạm 40 và sinh lực lực nó ra khá nhiều, nên là những cây vũ khí như thế này là nó bị rớt giá là chắc 100% rồi nè. Rồi nói chung là tính sơ qua 4 món thì chúng ta đã thấy thì tổng quan thì cái món này 2 triệu 3 triệu, áo này hơn 1 triệu rưỡi, hai món này cho 5 triệu đi. Dây chuyền với áo là 4 triệu đi, dây chuyền với áo 4 triệu đi, hai món này 4 triệu, nón này anh mua 2 triệu là hơi cao ấy, là hai món này là 3, cái nón này nữa là 6 triệu. 6 triệu với lại cái vũ khí này lúc đầu sẽ vừa khả nghĩ chắc 1 triệu nè. 1 triệu là 7 triệu. Đó. 7 triệu 4 món nè. Cái nhẫn. Nhẫn này anh ta mua 6 triệu nè. Vãi chưa? Nhẫn này anh ta mua 6 triệu
anh em nghĩ 6 triệu hiện tại bây giờ so với giá hiện tại bây giờ 6 triệu nó đang khoảng tầm 90 kim. 90 kim Việt Nam đồng, 90 kim chứ. 90 kim thì tầm 6 triệu Việt Nam đồng anh em. 13, đúng rồi. 90 kim cái nhẫn này. Anh em nghĩ đi, hiện tại bây giờ thì tính ra set đồ này mười mấy củ là bình thường nè. Nó tính tổng sơ sơ nhẹ nhẹ, áo, dây chuyền này, áo này, nón. Nhiều đây 6 triệu rồi, cái này 7 triệu, 7 triệu với cái nhẫn này người ta mua 6 triệu. Mua giá hơi cao ấy, nhẫn hơi cao ấy. Mua 6 triệu nhẫn hơi cao. Chung là người có tiền thì họ sắm cỡ nào cũng được nè. Chứ còn nếu thiệt tình cái nhẫn này nó thiệt thì 6 triệu là hơi chắc, quá chắc luôn nè. Quá chắc. Nếu mà Khải thiệt tình mua hoặc là giá mà Khải nghĩ nó dao động ở tầm server này thì 6 triệu hơi cao. Khải nghĩ nếu mà thực chất thì nó cũng tầm dao động từ 3 đến 4 triệu nè. 3 đến 4 triệu là đẹp. 6 triệu quá chắc, quá cao nè. 3G. Mình thì mình không mua rồi. Nếu mà mình mua thì mình không nổi rồi. Tại vì biết là đồ đẳng theo server nhưng mà server này tính ra nhiều, rất là nhiều anh em chịu chơi nữa. Nên là họ có thể bỏ ra một món tiền đó là 6 triệu để sở hữu cái nhẫn này. Anh em thấy chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta cùng xem qua bao tay. Một bao tay sinh lực, nỗ lực cao, quá tuyệt vời. Bao tay sinh lực, nỗ lực cao, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho một ạc cá băng rồng anh em. Một ạc cá băng rồng sinh lực 79 và chuyển hóa thắng độc, nội lực 159 quá, 156 quá đẹp luôn. Tay này thì không biết giá bao nhiêu nhưng mà hiện tại những cái món hộ hợp kim bao tay ngọc bội thì nó khá là rẻ. Thì bao tay này Khải nghĩ nó còn so vào con dạng hàng đẹp hàng nô á nè. Thì bao tay này Khải nghĩ nó cũng tầm 5 kim đến 7 kim. Nó khoảng tầm 400.000. Khải nghĩ bao tay này khoảng tầm 400.000. Nhận trên 17 19 20. Sinh lực lực nhẫn này thì thổ là khá là rẻ nè. Nhẫn thổ tầm này Khải nghĩ chắc cũng tầm 5 kim đổ lại là cao nè. Nếu người ta thiệt tình chấp mua thì cái này cũng tầm 300.000 đến 400.000 cái nhẫn này. Ngọc bội 89 và 84. Nói chung là sinh lực lực kháng độc khá là đẹp. Mà sinh lực nỗ lực kháng độc khá là đẹp. Cái ngọc bội này Khải nghĩ chắc cũng tầm cao lắm là 2 kim. 2 kim khoảng tầm 150k. 2 kim nhưng bảo tầm 150k. Tầm 200.000 đổ lại. Đó, ngọc bội này tầm 200.000. Dây mỗi dây 28 17 20 sinh lực lực. Dây này cũng ở server thì sở hữu nó cũng khá là đơn giản, không phải quá khó, không phải là khó tìm nữa. Dây này Khải nghĩ anh ta mua cũng tầm dao động 5 kim đổ lại. Đôi dây này cho khoảng tầm 4-5 sỉ nè, 4-5 sỉ là gọi là cao rồi, 4-500.000 gọi là cao rồi. Rồi nói chung thì tổng sơ qua thì đây tiếp tục đai lưng này Khải nghĩ ảnh mua chắc hơn 1 triệu nè. Đai lưng chắc 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nhỉ. Đai lưng này là Khải nghĩ khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nè. Nhưng mà nếu thực chất mua Khải nghĩ nó tầm này thì những đai lưng như thế này cũng dạng là xếp hạng vào hàng đếm trên đầu ngón tay nè. Đếm trên đầu ngón tay này Khải nghĩ nó khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Nếu mà mua thực chất mua đang cần thiết thì anh ta có thể mua 2 triệu. Có thể mua 2 triệu đai lưng này. Đai lưng rẻ 7 kim. Đai lưng này rẻ 7 kim là quá rẻ rồi. Quá rẻ, nếu 7 kim quá rẻ. Quá rẻ. Hiện tại bây giờ server này mà cái đai lưng này nếu mà ra thì nó phải ít nhất phải 1 triệu 2. Bèo lắm phải 1 triệu 2 nữa. 1.2 đến 1 triệu rưỡi, cao lắm là 2 triệu. Anh mua với 7 kim thì nó dao động khoảng tầm mới có 500, 600 nghìn nè. 600 nghìn đai lưng này quá rẻ. Thực tình cái đai lưng này quá rẻ lắm. So với hiện tại đai lưng này quá rẻ. Hiện tại tính qua thì chúng ta thấy thì cái gạch này quá tuyệt vời anh em. Quá tuyệt vời. Nhẫn này, nhẫn này 6 triệu thì thiệt quá là cao, quá là chắc luôn. Anh này đúng là một anh cá băng khá là chịu chơi nè. 19-40, đai lưng 15-40, hiện tại có cho mình 80 chón. Và hiệu ứng kháng họ khá là đẹp. Rồi tiếp đến thì làm chậm anh em, làm chậm là 40. Và vũ khí 40 hiện tại có cho mình là 80 chậm và 80 chón. Đó anh em thấy chưa. Với cái băng như thế này thì gọi là quá là trâu rồi anh em, rất là chắc. Anh em thấy chưa, rất là đẹp. Rồi tổng sơ qua cho anh em xem lại hết tổng set đồ này coi. Hai gia truyền, áo. Hai món này 4 triệu rưỡi. Cái nón này anh kia mua 2 triệu là 6 triệu rưỡi. Vũ khí này cũng tầm hiện tại so với hiện tại Khải nghĩ nó cũng tầm 500.000 thôi. Còn 7 triệu. Bốn món này 7 triệu. Rồi nhẫn này anh kêu 6 triệu á. 6 triệu tính ra 12 triệu rồi. Nhẫn này mua quá cao nè. Nhẫn này Khải nghĩ nếu mà chắc lắm cao đến là 4 triệu. 6 triệu quá cao. Rồi tính ra thì đây 4 năm này 6 năm 7 triệu, 7 triệu cái này 6 là 13.
Đai lưng này anh mua khoảng anh mua khoảng gấp 7 kim mày quá rẻ. Đai lưng này 7 kim khoảng 700 nghìn quá rẻ. Mình nghĩ ít nhất phải hơn 1 triệu mà đai mua 700 nghìn quá rẻ. Rồi tính ra thì set đồ này trên dưới cũng tầm 13 14 triệu đổ lại nè. Đó, nội sơ qua cái nhẫn này, áo này, dây chuyền này, nón này, vũ khí này. Nó nhiêu đai không là 13 triệu hơn rồi nè. Nhiêu đai không 13 triệu hơn rồi. Đai lưng này thì gần 14 triệu. Đó, những lẹt vạch này, nói chung là set đồ này tầm dao động tầm 15 triệu đổ lại nè. Set đồ này tầm 15 triệu đổ lại. Nói chung là những cầu thủ khải soi đồ tầm này thì nói thiệt anh em là những cầu thủ này gọi là những cầu thủ chắc chơi người dơi và có tiếng khét tiếng và chịu chơi nhất ở server anh em ơi, tại vì họ sở hữu những món đồ rất là đặc biệt và những món đồ hoàn toàn là hàng nô nha anh em. Hàng nô một rất khó kiếm chứ không phải đơn giản kiếm đâu nè. Đó, như cái nhẫn này, món đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Một cái nhẫn không đã tầm anh mua hết 6 triệu rồi, thấy chưa? Rồi, nói chung thì set đồ này quá tuyệt vời cho cái băng rồng anh em. Ảch này đang sở hữu cho mình là cái băng rồng nha anh em. Đang chơi môn phái là cái băng rồng. Nói chung quá đẹp. Rồi, nói chung thì không còn gì hơn. Anh em xem video này của anh Hacker anh Thành Nát thì đừng quên ủng hộ cho Hacker anh Thành Nát một like, một chia sẻ. Đây là một trưởng lão của ban chủ, trưởng lão của ban hào hoa anh em, trưởng lão của ban hào hoa. Và đừng quên ủng hộ cho Khải và một like, một chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều.